không biết chị cần gì ta. Không biết quán mình là có những món gì em? Có nhiều lắm. Trà đào, trà sữa nè, nước cam, nước chanh nè, trà đá nè, nhiều lắm. Vậy em cho chị cái món là soda giấm đi. Hả? Soda giấm. Chị nói gì? Chị nói là soda giấm. Giấm. Em có nghe không? Nghe. Sao mặt nhăn nhăn vậy? Má anh tên giấm. Công nhận má anh tên chua thiệt. Chị im đi. Ủa, uống gì? Soda giấm. Hả? Soda giấm. Gì ba, điên hả ba? Ủa, có nghe nhầm không vậy? Trước giờ tôi toàn nghe là bò nhúng giấm không à. Đúng rồi, bò nhúng giấm. Làm gì có soda giấm? Điên rồi. Ừ, cái này phải hỏi lại đó. Ừ, lên hỏi kỹ lại coi. Ừ, đi hỏi lại. Soda giấm. Bò ơi, tự nhiên nhắc cái tự nhiên thèm bò nhúng giấm rồi. Trời ơi, chiều ra hai đứa đi ăn. Ủa, khi nãy chị kêu món gì vậy? Chị kêu soda giấm với em. Em cấm chị nói giấm. Chị có thể bỏ dấu. Ờ, vậy cho chị ly soda giấm cũng được. Em bắn nước chứ không có bắn thân chị ơi. Thôi mệt em quá. Cho chị kêu mẹ em lần cuối nha. Lấy chị ly soda giấm đuôi. Chị im đi. Sao? Mày soda giấm. Ây, trời ơi, sai mà. Soda giấm đuôi. Cái gì? Soda giấm đuôi. Không hiểu luôn á. Ý giấm đuôi rồi sao? À, soda. Dạ. Giấm. Giấm. Nuôi. 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 Ừ. Nút đồ. À, súp. Yes. Ủa gì nó kêu cơm bồ rồi? Ừ, cơm bồ. Nước mà. Quán mình sao có sao bán em? Cái menu đồ ăn không? Ủa mình có. Cái gì vậy? Cái gì vậy cô Ba Sa Đéc? Chị Bảy Trà Vinh? Chị Tám Út Trà Ôn? Cái gì vậy hả? Dạ. Gì mà không làm việc mà làm gì mà nhiều chuyện này vậy? Hả? Đàn ông không như đàn bà vậy? Tầm 3 tầm 7 gì nhiều chuyện vậy? Hả? Tự sự bắn mình đi. Biến vô giấm. Dạ không phải anh. Khách order cái món độc lắm anh. Món gì? Dạ soda giấm. Sao đó tôi chưa tắm mày? Đâu có đâu. Mày mới nói tao chưa tắm rõ ràng. Không. Tao tắm rồi. Soda giấm. Mày nói tao hôi mắm. Hả? Đó, mày thấy cái tủ lạnh tao cũng không ưa mày nữa, mày thấy chưa? Mày. Cái gì? Soda giấm. À, tao nghe rồi, soda giấm nè. Hả? Giấm nuôi, nuôi. Giấm nuôi hả? Nuôi, giấm với nuôi á. Ê, con là nó ăn nghiệt vậy, năm giấm mà còn nuôi mà soda giấm là sao? Thôi bây giờ làm đi trời, làm đi. Làm sao? Thì mày cứ làm đi, nó uống được hay không thì kệ nó. Là soda. Ừ. Đổ vô. Ừ, nó làm nó trộn gì trộn. À, còn nuôi nữa, để em chạy đi siêu thị mua bịch nuôi. Ừ, không có nuôi thì bánh canh cũng được. Ok, đúng rồi. Ừ. Nút đồ là được. Nút đồ đúng rồi, nha không? Rồi khách hàng là thượng đế, yêu cầu cái gì là làm. Rồi làm việc đi nè, làm việc. Mày vẫn còn chưa tắm, con quýnh thì chết nghe chưa? Đây là má của em nằm trên bàn. Em đã bỏ nuôi vô má của em rồi, bây giờ chị muốn ăn thêm thì chị cứ bỏ nuôi vô má của em chị ăn nữa. Em bị điên hả? Chị đâu kêu cái này. Chị kêu cái ứ nuôi chứ không phải cái nuôi ứ này. Cái nuôi này là để em nấu bánh tằm, bánh canh, xiên quách từ này nọ chứ đâu phải là cái cô chị kêu đâu. Thì chị cứ bỏ nuôi vô ăn đi là ăn bánh canh xiên quách rồi đó. Sao vậy chị? Sao vậy? Hả? Cái chuyện gì mà rần rần vậy? Em làm phật lòng khách gì vậy cưng? Dạ đâu có đâu. Chứ sao mà cãi lộn rồi đây? Dạ chuyện gì vậy khách? Tôi kêu một cái là soda giấm nuôi mà nó gọi... Em cấm chị. Chị không được kêu nuôi. Nuôi là ba em. Sao quán này ba má lộn hồn quá vậy? Đó bây giờ chị cứ kêu là ba hoặc má đi. Bây giờ chị uống sao? Chị uống muốn ba má nó đúng không? Vậy là ba em. Đúng rồi, ba em. Mà ba em không được uống chung với má nó sẽ bị đau bụng, hiểu không? Hiểu không? Má của nó là ăn với chanh, còn ba của em là ăn với mì xào rồi đó. Là thịt bò, rồi xí quách, rồi tôm khô đồ này nọ. Má của nó mà ăn chung với ba của em là bị trúng thực. Hai cái này ăn vô là nhập viện liền. Má của nó cũng uống với chanh. Má của em ăn với bò hả? Cái gì? Nước giải thích. Sao vậy? Nước gì má? Trời đất ơi. Tự nhiên vô uống nước không được, thôi cái lên phường gì vậy? Rối quá không chịu nổi nữa rồi. Thế bây giờ chị muốn gì đây? Lên phường. Gặp chủ em đi. Chủ ơi. Chủ đâu? Sao nào? Uống chủ hoài đấy. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Quân An. Em chi? Hai người.
không gian này không dành cho hai đứa mình. Xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc đi em. Lâu quá không gặp em, em hao gầy quá. Em khổ quá anh ơi, trời hôm nay hình như là ngày không hợp phong thủy của em hay sao á. Em đi mà cái bàn chỗ của anh nè, trời ơi anh cây coi nè, nhung nha nhung nhích. Rồi cây ngoài kia thì á, mọc không có đúng cái phong thủy em thích gì hết trơn. Máy lạnh thì không có mát gì hết, nó không có phà vô mặt em. Ôi em khổ quá. Ở nhà người yêu em mới bỏ em, mới không hiểu. Tại vì em vương qua anh nhưng nhiên anh còn không hiểu em hơn. Cái này mất rồi. Em nhắm thì lại nuôi anh đi về làm sao mà em uống được. Anh hỏi chú có phải không? Em muốn gì? Em muốn soda giấm nuôi mà nó đem ra nguyên con nuôi như vậy làm sao? Bây giờ em đem về nhà em nấu xíu bát luôn vô cái gì được. Thôi uống có một ly nước kêu tới kêu lui mà 8 tiếng đồng hồ à. Em về tính tiền cho em đi. Lại về thật hả? Về. Ờ thôi thôi để anh mời, chứ nhìn thấy em không hài lòng này, anh chủ quán em cũng không cảm thấy vui vẻ gì đâu. Chi à? Ờ, anh mời hả? Ừ. Sao mà không nói sớm? Nói sớm em kêu anh quá, ăn thật quá luôn rồi. Nói sớm chứ nghe anh. Trời ơi, chuyện ngon theo bóng em, anh lại trong giấc mơ đậm sâu. Không, thì anh là đủ vậy, tao là giang hồ. Giang hồ? Trời ơi, anh là giang hồ đứa ơi. Con đứa tự lo đi, anh giang hồ ơi. Em đi ăn nắng thì em sợ quá.